Cưới nhau 7 tháng, ngoại tình hết 4 tháng. Trời ơi, bây giờ tụi em đang lấy nhau bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Yêu nhau 7 năm, lấy nhau 7 tháng. Ông này ngoại tình 4 tháng bao nhiêu cô? Có một cô đó 4 tháng. Ủa mà sao em biết? Sau khi cưới á, là bắt đầu tụi em đi làm cài để trả nợ. Thì lúc đó em làm việc chăm chỉ lắm. Tới ngày ốp em không bao giờ ốp á. Anh này tới ngày ốp thì cứ ốp. Đi đâu em cũng không biết, nhưng mà cứ đúng giờ là lại rước em về thôi. Thì em không có để ý. Với lại ảnh xài điện thoại á, ở nhà ảnh không mở xài 3G wifi gì hết trơn á. Rồi số điện thoại cũng không ai nhắn tin gọi điện, cho nên em cứ nghĩ là chồng em trong sáng trong sạch lắm. Nắm chặt tay quá. Lâu lâu mới được nắm vậy anh. Mời em giới thiệu về mình. Em tên Hưng, em 26 tuổi. Dạ em là một bartender. Mời em. Dạ em tên là Khánh, năm nay em 25 tuổi, em cũng là bartender. Chắc là hai em gặp nhau ở tại một cái bar, một cái club nào đó, hay là một cái nơi bán cà phê chẳng hạn. Dạ không. Ủa việc chốt quốc hả? Dạ hồi xưa em nhớ lúc em còn bé là anh này ở máy ấm. Làm sao? Hai anh em ảnh ở quê vô kéo nhau đi bụi, xong rồi vô đó ở, xong rồi em là tham gia mấy cái hoạt động ở trên đó thì em mới gặp anh này. Em còn ba mẹ không? Dạ còn, nhưng mà ham chơi quá nên bỏ đi. Rồi ở rồi ba mẹ có biết là em ở trong máy ấm không? Một thời gian khoảng chừng 2 tháng mới biết được. Rồi lúc mà ba mẹ biết thì có bắt em quay dạ, về không? Dạ không, lúc đó thì anh hai nói là mình lên đó ở đi cũng được đi học bình thường nên thôi ở đó luôn. Vậy đó hả? Là gặp anh này là đã thích anh này rồi đúng không? Dạ không, ảnh xấu em không biết. Ủa nhưng mà lý do vì sao mà em lại vô máy ấm? Có nghĩa là em đi theo ba mẹ hay là? Dạ không, ở đó chỉ đó cho những bạn nam ở thôi. Còn tụi em những bạn nữ là được mời lên tham gia những cái chương trình hoạt động ở trên đó về công tác xã hội rồi. Hai bạn gặp nhau, ai là người có ấn tượng về người kia trước? Em đúng không? Cảm của vợ em là vợ em dễ thương nhất. Nên thích từ ngay lần đầu gặp mặt. Em ấn tượng cô này là bởi vì cô này là đẹp nhất trong các bạn. Dạ đúng rồi. Còn em là nói anh này là xấu nhất trong nhóm đúng không? Dạ. Vậy thì sao hai đứa đến được với nhau? Tại vì ảnh hay lên mạng á, nhắn tin Yahoo thích em, gửi bông hồng rồi tùm lum tà lá trơn á. Em mới bắt đầu lên, mới bắt đầu nhìn. Em thấy cũng được. Tại vì ảnh hiền khô à, mà nhát nhát nữa. Ảnh thích em gần được cả năm trời rồi mới bắt đầu chính thức hẹn hò. Em dạng lắm, cứ ảnh hẹn em đi chơi cái em nắm tay ảnh, cái ảnh nhìn xung quanh cái ảnh giật tay ra, ảnh nói vậy nè: em thôi em đừng nắm tay, sợ quá người ta nhìn mắc cỡ lắm. Vậy đó. Bao lâu thì mới không còn tình trạng đó? Dạ khoảng chừng gần 2 năm. Trong cái thời gian quen nhau á, tụi em có giận hờn, có chia tay lần nào? Dạ một năm chắc chia tay 100 lần. Trời ơi, mà thường ai chủ động chia tay? Dạ em biết, có khi ảnh có khi em. Và giờ em kể có một lần nào mà cái lần chia tay nào mà nó khiến cho em đau buồn nhất và em khổ sở nhất? Lần nào em cũng khóc. Ôi vậy hả? Lần nào cũng đau như nhau á. Em kể cái lần đau đớn nhất của em đi. Hôm nay chị ổng kể khúc này đi. Dạ, tại vì em lúc đó là ảnh đang đi học với em ở ngoài. Khoảng thỉnh thoảng là một tuần em lên thăm ảnh một lần. Thì có một lần em nghe một người bạn mà học chung với ảnh ở trong đó, bạn đó nói là tao thấy chồng á là Ngân á, nó chở nhỏ kia đi chơi ôm nhau tình tứ lắm. Em nghe vậy em tức lắm. Cái lần đó em lên em gặp ảnh em hỏi rõ ràng, cái ảnh cứ chối không à. Cái em với ảnh gây nhau lớn chuyện lên. Khi sau ngày em đó em về em suy nghĩ, em tức quá em chịu không nổi. Tại vì em thấy ảnh á quen lâu rồi mà kiểu lừa dối, nếu mà nói khai thiệt nhiều khi mình còn bỏ qua. Cái xong rồi ngay ngày đó em cũng không để ý là ngày 14 tháng 2 nữa. Cái khi em về nhà rồi mấy đứa em nó đi chơi, nó mới hỏi hôm nay chị không lên gặp anh Hưng này nọ. Em mới nhớ 14 tháng 2 kia em quên luôn, nhưng mà em biết ảnh đi tìm em nên em trốn, em không muốn gặp. Rồi bao lâu thì cưới? Dạ tụi em quen được 7 năm, sau cái 7 năm thì tụi em chia tay thêm được 1 năm là gần 8 năm. Cái rồi cái tụi em 3 tháng sau tụi em quen lại tụi em cưới. Có nghĩa là 7 năm 3 tháng trọn vẹn đúng không? Dạ. Rồi trong cái 1 năm chia tay nhau đó thì Mạnh Ai nó có người yêu hay sao? Dạ có, em thấy ảnh quen nhiều người lắm. Em cũng có người yêu nữa, nhưng mà em không biết sao em quen được thời gian ấy, em thấy em nhớ anh lắm. Ngày nào em cũng nhắn tin gọi điện á, em gọi điện anh không bao giờ anh bắt máy á, anh kêu em đừng nhắn tin làm phiền anh nữa, giờ mỗi người có cuộc sống riêng rồi. Anh lạnh lùng với em lắm cơ. Rồi cuối cùng làm sao mà anh quay lại? Dạ cuối cùng á là
bạn thân của ảnh á, qua nhà ảnh ngủ với ảnh bị sốt, cái nhắn tin cho em, cái em chạy vào bển em thấy ảnh sốt á, nằm một đống không ai lo á, mà người nổi hồ hột đã đỏ quá trời luôn. Em nghi là bị sốt xuất huyết á, cái em mới kêu anh bạn của em với ảnh á chở anh vô bệnh viện. Ngày nào em cũng vô, em mua đồ ảnh ăn, em chăm sóc ảnh á, cái em năn nỉ ảnh quay lại, ảnh không chịu. Em buồn lắm, thiệt là lúc đó tự nhiên em không biết sao, em thương anh lắm, chịu không nổi. Sao lý do gì thì sau đó thì lại chủ động? Dạ, cái thời gian em quen nhiều bạn gái quá. Nhưng lúc em bệnh á thì lại không có ai tới thăm hết á. Thì lúc đó thì em suy nghĩ có mình vợ em tới à, mua đồ ăn rồi chợ chăm sóc em. Cái em suy nghĩ lại, gọi điện cho vợ em, anh muốn quay lại. Xong rồi đó em bắt đầu quen lại thì mới bắt đầu lên lịch cưới. Thì gia đình em không đồng ý, gia đình anh cũng không đồng ý. Thì ba mẹ anh mới nói là tụi em muốn cưới tụi bay tự cưới đi. Cái gia đình em thì nói em là em còn nhỏ, không có chững chạc á. Ba hồi quen người này, bốn hồi quen người khác, rồi giờ đầu quen lại nên gia đình không chấp nhận. Hai đứa em lột vàng đi bán, mượn tiền bạn bè đồ này nọ, cái tụi em làm. Coi như tụi em bằng mọi giá là phải đến được với nhau. Dạ. Chỉ qua một sự cố thôi, chị thấy bao nhiêu cặp như vậy rồi. Có nghĩa là qua một cái sự cố gì đó thì mới sáng mắt ra là ờ đó, bên cạnh mình á chỉ có vợ thôi. Khi mà anh khỏe khoắn anh thế này nọ thế kia, anh tha hồ bao nhiêu em út đến với anh. Nhưng mà khi mà anh gục ngã xuống á, hoặc là anh sạc nghiệp, hoặc là anh bệnh thừa sống thiếu chết, thì lúc đó chỉ cái người con gái nào mà yêu anh nhất thì mới xuất hiện. Rồi sau lấy sau rồi có chung thủy không? Dạ không. Trời đó, chết quớt vậy trời. Nghĩa yêu nhau 7 năm trời. Trải qua bao nhiêu biến cố rồi. Đó, rồi vượt qua hết, đó, bán vàng, bán vòng, bán hết. Đó, rồi sống với nhau rồi giờ cuối cùng. Đó là điều em bị sốc nhất. Tại cưới nhau 7 tháng, ngoại tình 4 tháng. Trời ơi, bây giờ tụi em đang lấy nhau bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Yêu nhau 7 năm, lấy nhau 7 tháng. 7 tháng, ông này ngoại tình 4 tháng bao nhiêu cô? Có một cô đó 4 tháng. Ủa mà sao em biết? Sau khi cưới á, là bắt đầu tụi em đi làm cài để trả nợ. Thì lúc đó em làm việc chăm chỉ lắm. Tới ngày ốp em không bao giờ ốp á. Anh này tới ngày ốp thì cứ ốp. Đi đâu em cũng không biết, nhưng mà cứ đúng giờ là lại rước em về thôi. Thì em không có để ý. Với lại ảnh xài điện thoại á, ở nhà anh không mở xài 3G wifi gì hết trơn á. Rồi số điện thoại cũng không ai nhắn tin gọi điện, cho nên em cứ nghĩ là chồng em trong sáng trong sạch lắm. Cái khoảng được gần 4 tháng đó em cũng không để ý chồng em khác gì, chỉ thấy hay mua, hay đem quà về, hay đem áo quần mới về. Xong rồi em mới hỏi. Thì ảnh mới nói là anh có fan hâm mộ, hâm mộ anh nên tặng quà cho anh. Anh hay làm ẩu thuật á, thì có mấy cái bạn gái lên ngồi ngay cái quầy bar thích thì hay tặng quà cho ảnh rồi vậy đó, hay mua đồ cho ảnh ăn. Em nghĩ cũng bình thường thôi. Cái một ngày nào em ốp, cái ảnh chở em qua chỗ tiệm của ảnh chơi. Ở là em lên chở anh ai cũng chọc em trơn á. Coi chừng hồi nhỏ kia lên hơn à. Em nghe vậy nhưng mà em nghi, tại em thấy quen nhau lâu rồi, cưới nhau nữa, em nghĩ ảnh chắc không làm vậy đâu. Em muốn tỉnh, em tỉnh lắm, em bình thường, em ngồi chơi vui vẻ lắm. Cái em mượn điện thoại của ảnh, thì cái điện thoại của ảnh em đang coi phim, cái có tin nhắn trên Viber mà không có lưu tên. Cái hiện lên anh đang làm gì đó, hôm nay anh đi làm có mệt không, rồi đại loại là nhắn tin là kiểu tình cảm lắm. Nhưng mà em cũng tỉnh lắm, em cũng không thèm coi, em tắt đi, em coi phim tiếp. Em coi hết tập phim đó xong em mới mở ra. Cái xong mà em giả ảnh á, em nhắn quá trời, em hỏi một hồi ra hết trơn luôn. Quen 7 tháng hay đi chơi ở trên chỗ làm của ảnh, ai cũng biết cái chị đó, ngày nào cũng lên ngồi ngay chỗ quầy bar để nói chuyện chơi với ảnh này nọ. Rồi xong cuối cùng thì em xử lý chuyện đó như thế nào? Dạ em cũng bình thường lắm chị, em không có muốn chồng em mất mặt với bạn bè. Rồi cái xong lên xe ra về của em im, em đợi ảnh coi có muốn gì nói gì với em không. Ảnh im ru à, ảnh về vô đánh răng rửa mặt thay đồ lên giường chùm mình lại ngủ đi em, bắt đèn đi ngủ đi em, như không chuyện gì xảy ra, ngày mai bình minh vẫn sáng vậy đó. Cái em á khều khều, anh có chuyện gì muốn nói với em không? Anh kêu chuyện gì? Ngủ đi quê rồi. Em ức quá em khóc. Tại vì em biết hết trơn rồi mà ảnh không chịu nói nữa. Cái em kéo vali ra, em bỏ đồ vô, cái ảnh giật lại. Lý do gì sao mà em lại ngoại tình như mày? Dạ, chắc là vì ham của lại quá. Nhưng mà cái đó em thừa nhận là cái người đó là em có quen với người ta đúng không? Có quen thôi, chỉ là chở đi chơi ăn thôi à, không có gì hết. Mới chỉ là bạn bè thôi sao? Đúng rồi. Đó là trong mối quan hệ rộng rãi của mình thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà có sâu không? Chắc nó không sâu đâu anh. Rồi cái bạn kia có biết em có gia đình không? Dạ, khoảng chừng 2 tháng mới biết. Bây giờ còn không? Dạ không. Rồi sau khi mà vợ em biết thì em xử lý như thế nào? Vợ em biết, xong rồi cô ấy cũng biết.
sao nhưng cô vẫn muốn quen tiếp. Cái thời gian cái tự nhiên em cũng chán, chán cổ. Nhưng mà em lại không chán vợ em. Trời đúng rồi. Cái em kiếm đủ loại cách mà để chia tay cái cô ấy. Nhưng cô ấy lên trên quán bar thì em không có làm. Em chạy dưới bếp em ngồi kêu thằng khác lên làm. Cái ngồi lâu quá không thấy em thì cô ấy về. Cứ lên kiếm hoài đó. Cái trước khi chia tay tặng quà em cái nữa, coi em có thay đổi nữa không. Cái không có. Cái sau 3 tháng cô ấy về qua thì nhắn tin cho em nói thôi mình chia tay nha. Trời em mừng quá trời. Mừng thiệt á, thấy cái chân vậy nè. Em mừng quá trời, tới giờ này còn mừng á. Trời tưởng cô đi theo em nó chết luôn. Mất công vợ em lại vác vali về nữa. Tội nghiệp em. Trời sao chồng em yếu đuối quá à. Thiệt á, ngày nào thích mình cứ thích lại vậy đó. Sao chuyện đó cho tới giờ còn dạ không. Còn có tật trăng hoa nữa không? Dạ không. Tại vì em nghĩ nếu mà đánh ghen thì không đánh ghen được. Tại vì ảnh cũng là người chủ động, cũng đi với người ta nữa. Nên mình nói là phải nói ảnh trước. Em muốn để cho ảnh tự giải quyết chuyện đó. Anh phải tự giác ra chứ. Em không muốn làm lớn chuyện gì hết á. Nhưng mà bây giờ tụi em có con chưa? Dạ rồi. À dạ, cháu được mấy tuổi rồi? Dạ mới được 7 tháng. Nhưng mà nếu mà quen nhau lâu vậy rồi á, lấy nhau xong rồi chắc cũng không có gì thất vọng gì nhau đâu ha. Chỉ ngoài cái chuyện mà ngoại tình thôi. Ngoài chuyện đó ra còn chuyện gì khiến em em bực bội lắm. Anh này nhìn ảnh vậy thôi, ai em tưởng em ăn hiếp ảnh thôi. Em lành lành ăn hiếp ảnh chứ không có. Anh tàn hiếp em không à. Vậy à? Cái gì ảnh không được là ảnh giận, là ảnh chửi bậy lắm. Anh chửi anh đầu anh cổ em không à. Trời ơi vậy hả? À, tính xấu. Mà chửi làm sao? Chửi tục không à. Rồi mỗi lần ông chửi tục vậy rồi em có chửi tục lại không? Có, hồi xưa em chửi lại. Nhưng mà em chửi lại là đầu hai đứa chửi lộn rồi, có khi đánh lộn. Trời cái ơi. Em sợ quá, cái em suy nghĩ mình phải đổi kiểu. Em không chửi lại nữa. Em tự nghĩ em ở nhà ảnh mà em chửi mẹ ảnh nghe em thấy không được. Cho nên ảnh chửi em im, cái nhiều khi em ức quá em khóc thôi. Cái hồi ảnh im cái ảnh lại quề. Mà ảnh chưa bao giờ xin lỗi em từ đó giờ. Mà em không muốn anh xin lỗi em. Xin lỗi có thật lòng chứ. Ví dụ lên chương trình kêu anh xin lỗi em thì em không thích. Chị hỏi thiệt em nè, mỗi lần mà em gây lộn vợ em mà em chửi vợ em xong á, sau đó em có hối hận không? Dạ có chứ, mới về mới lại năn nỉ. Nhưng mà không xin lỗi. Tại sao? Giờ? Cái chữ đó nó khó quá hả? Cái nói vậy khó chịu quá. Bữa nay em mới biết là vợ em rất muốn một cái lời xin lỗi từ trái tim của chồng mình á. Dạ, chắc tối nay em xin lỗi. Vậy hả? Em có muốn chồng em xin lỗi bây giờ không? Dạ, hay là để không. Tối nay? Không, chồng em có tật xấu đó thôi. Còn gì anh cũng tốt với em lắm. Rồi nếu vậy thì cái mong muốn thay đổi của em với chồng là chỉ có một điều thôi. Dạ, duy nhất một điều. Nói cho chồng nghe đi. Em không muốn ảnh mỗi lần nóng lên là ảnh chửi em nữa. Bây giờ chị nói em nè, vợ em đang khóc nhè kìa. Thì em làm sao cho vợ em đừng khóc. Thôi thì hai vợ chồng em có duyên số 7. Anh cho em 7 giây để thể hiện cái hành động của em dành cho vợ em. Và bây giờ đồng ý không nào? 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này là chị nghĩ em làm bằng cái tình cảm thật của em rồi đó, đúng không? Đúng không chồng? Dạ yeah. Chồng làm cái đó xuất phát là thật sự, đúng không? Dạ đúng rồi, nhà không bao giờ hung vậy đâu. Vậy thì giờ vợ phải đáp lại chứ. Bây giờ chúng ta sẽ cho 7 giây nữa cho cô vợ cho đáp cô lại. Cho cô vợ đáp lại. Em sau đây á, cố gắng kềm hãm cái nóng giận của mình lại nha. Mỗi một lúc nào đó nè, chị nói em nghe cái cơn em lên cái tự nhiên em nhớ đến cái bữa nay là trước mặt bao nhiêu mọi người, thậm chí lên ông lên truyền hình rồi cả nước biết rồi, đúng không? Là em đã biểu hiện cái sự mà yêu thương vợ em để mà mình kềm lại, là coi như hai vợ chồng là quá hoàn hảo rồi còn gì nữa, đúng không? Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn em. Nha, đừng cầm điện thoại nhiều nữa. Em mắc cười thiệt chứ, cầm điện thoại lên chơi thì được. Nhưng mà em cầm lên cho trước là sẽ nói em. Phải cầm lên trước là không sao. Lấy đi cầm được, lấy đi cho em cầm. Còn nếu mà không cầm là em không được cầm điện thoại. Kỳ á. Mà trong khi đó em là dân nghệ tin, em thích phải coi cho dọc máy rồi được không? Cả ngày dọc trong công ty rồi về nhà rồi vợ cũng dọc đi dọc luôn. Em tên là Cường. Em là nhân viên về công nghệ thông tin, em năm nay là 30 tuổi. Thế còn em? Em tên là Bảo Khánh, em là nhân viên văn phòng, dạ, năm nay em 26 tuổi. Anh xin hỏi ngoài lề chút xíu. Dạ. Là
hai em là đã xem chương trình Vợ Chồng Son này lần nào chưa? Dạ có, em thích lắm á. Em xem là mỗi lần mà em xem cái em thấy phấn khởi trong người lắm. Em nhìn mà mấy cặp vợ chồng mà nói chuyện với anh chị á, rồi em thấy nôn nao em muốn ngồi đây nè. Cái xong em mới đăng ký mà mới ngồi được ở đây á. Dạ nhưng mà ngồi được ở đây là phải gian nan lắm mới ngồi được. Con ơi, gian nan lắm mới ngồi, có phải là do biên tập của chương trình hành hạ em? Dạ không, do chồng em hành hạ em á. Trời ơi, sao vậy? Sao vậy? Dạ. Dạ chuyện này chút xíu em kể. Cảm ơn em vì em đã ngưỡng mộ chương trình này. Dạ. Để hôm nay chúng ta có được cơ duyên và hội ngộ ở đây. Mọi người cảm ơn em. Vỗ tay. Dạ. Rồi chuyện còn cái chuyện hành hạ thì chúng mình nói sau. Rồi bây giờ kể cho nghe câu chuyện về cuộc tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Dạ thì cách đây 5 năm á là em bị thất tình. Xong rồi em với nhỏ bạn thân của em đi chùa, xong rồi đang trên đường về cái em gặp anh này, anh chạy xe mang biển số 66, là em cũng 66 cái Đồng Tháp. Dạ đúng chính xác. Xong cái nhỏ bạn thân em á nó mới nói á, Đồng Hương mày kìa. Cái em mới nói mày tin tao chọc không? Cái nó tao thách mày đó. Em lên liền, ngay đèn xanh đèn đỏ, anh này anh đang dừng, cái em lên em nhìn qua ảnh em nói Đồng Hương nha anh. Em tính là như vậy là em đã thắng cuộc nhỏ bạn em rồi, em chạy luôn. Ai ngờ ông này cũng mê gái lắm, cũng chạy theo em hoài luôn á. Bạn này đi vượt qua em là em chạy theo luôn đó. Dạ tại vì tự nhiên có người chọc phải chạy theo chứ. Mà lúc mình đó chọc ngược lại thôi chứ. Có đeo khẩu trang không? Dạ có. Có đeo khẩu trang? Dạ hai người đều đeo khẩu trang hết. Mà đâu ai biết được dung mạo thật của ai đúng không? Dạ không. Biết đâu chừng mở cái khẩu trang súng răng rồi sao? Dạ em chọc anh này là do anh hồi lúc đó đó, ảnh thì cũng có cơ bắp lắm. Ảnh tập thể thao, nạp quần đùi, áo thun ba lỗ. Mình nhìn mình nhìn cũng mê mê. Nhưng bây giờ là mặt lùi chứ hồi đó là dễ thương lắm. Rồi nhưng mà lúc em chạy theo thì em nói cái gì với bạn này? Em chạy theo em hỏi sao biết 66, cái là nhìn biển số xe là biết tại cùng quê mà. Rồi bắt đầu em chạy theo tới hết đường luôn, xin số điện thoại. Anh này anh nhắn tin cho em hoài luôn á chị, mà anh cua mà anh cua trắng trọn luôn á. Nhắn hay sáng cũng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, mà nhắn liên tục. Xong anh nhắn cả tháng trời á, xong anh mới mời em đi uống cà phê. Cái hôm đó không biết trong người em nó làm sao, em bị gì nhậm hay sao. em lại đồng ý đi chị. Cảm giác lần đầu tiên khi thấy mặt ảnh thì sao? Thấy bình thường à. Mà sau này cưới nhau về các em mới thấy đẹp trai. Còn bạn này thấy bạn này lần đầu tiên thì đẹp quá luôn. Không có, vợ em lúc đầu mập lắm chứ không có đẹp như giờ đâu. Giờ là quá đẹp lắm rồi. Về với em thì mới được đẹp. À. Ý anh ấy nói là nhờ công ảnh đó nha. Thôi, nhìn thấy nhau rồi đó. Vậy thì bên nào chủ động, cua bên nào? Dạ ảnh hẹn em đi cà phê cũng mấy lần rồi, xong rồi cái lần đó ảnh sắp đi công tác ở Long An, cái ảnh hẹn em ra quán cà phê nữa. Cái em suy nghĩ em nói cái anh này á suốt ngày ảnh cứ nhắn tin mà ảnh hẹn vậy hoài, không biết chừng nào mà mình mới chịu mới đổ. Em thấy đã phí thời gian của hai người quá, cũng tội nghiệp ảnh phí thời gian của ảnh. Cái em mới nói với ảnh thôi giờ hai đứa quen nhau thử một tháng đi, em thấy em có tình cảm với ảnh thì em tiến tới, còn không thì đường ai nấy đi khỏi lạc nữa cho khỏe. Ảnh cũng đồng ý. Đồng ý luôn. Sao đồng ý? Dạ đang theo đuổi phải đồng ý chứ. Rồi sao? Trong một tháng thử thách. Dạ trong một tháng thử thách thì rồi qua tháng thứ hai, tháng thứ ba bên đây không nói gì hết á, em cũng không nói gì luôn, từ từ cái rồi tới yêu nhau rồi tới giờ luôn á. Rồi bây giờ kể về những câu chuyện sau nhận đi. Em vừa mới rất là hào hứng khoe rằng là chồng em đã dành hết tất cả sự yêu đương dành cho em. Vậy thì chắc chắn là khi mà cưới nhau về thì anh ấy chắc không có cái tính xấu gì đâu đúng không? Tốt thì tốt nhưng xấu vẫn lòi ra. Ví dụ hay cằn nhằn là khi mà em nói ra điều gì thay vì ảnh sẽ lắng nghe em. Không đâu, em nói ra là bác bỏ em liền. Xong rồi mới làm. Giống như ảnh thích em giận lắm. Khi mà em giận ảnh là ảnh làm việc tốt lắm. Sợ đứt ngộ hỉ. Dạ mỗi lần em mà giận. Mỗi lần em giận nên em có động tay động chân, có đập đồ, đập đạt được không? Dạ, dặn lên không có đập anh mà dặn lên là bỏ nhà đi rồi. Đi ra bờ kè ngồi chơi vậy á. Rồi nãy em nói cái vụ gì mà chồng hành hạ em, cái vụ mà em đòi tham gia đó. Dạ ảnh đang bức xúc cái vụ này lắm á. Em kêu là thôi đừng cỡ lên em xấu hổ chết. Mà anh nói là đã lên rồi phải làm. Đúng rồi đó. Chơi luôn em đó, bắt em tham gia. Thôi bây giờ em đâu, không giờ kể thì bây giờ đi. Cho ông chồng đúng kể rồi. Đó. Có nghĩa là lúc trước cũng muốn tham gia một lần rồi, xong rồi em năn nỉ gian xin luôn á là vợ đừng có đăng ký cho ông xã lên đây mắc cỡ lắm. Nói ừ vậy thôi được rồi, sau vài tuần coi này thấy thích quá chị không nổi nữa, bắt đầu đăng ký. Đăng ký xong đậu, cái bắt đầu nói với em này nọ, em nói là lúc trước có nói vậy rồi mà tại sao vợ lại tính nào là muốn làm mà làm à. Không ấy chứ, cái bắt đầu đòi đi về quê ly dị, nói em không chịu chuồn hết rồi, bắt xe về quê. Tối đó là nó là đặt khách sạn ngủ rồi, sáng mai xin nghỉ đi về quê nói chuyện với cha mẹ ly dị. Trời
Vậy cái chương trình mà đòi ly vậy em? Ghê thiệt. Chồng tức thiệt. Vì cái chương trình này mà đòi ly vậy em? Mà nói em là không thương này nọ. Chả lẽ thương vợ mà có chương trình mà không tham gia được sao mà phải? Mà biết bao nhiêu chuyện em làm hết rồi, cái gì em cũng làm, nhưng cứng đầu lắm, muốn gì là làm được cái đó thôi. Ủa nhưng mà nếu như mà ổng cương quyết ổng không tham gia thì liệu cái điều đó nó có xảy ra không? Hay là em chỉ hù ổng thôi? Em hù thôi, nhưng mà em biết anh sẽ đi tham gia cho anh không mấy đâu nên em hù rồi. Em nói với ảnh là em xin sếp em nghỉ rồi, em đặt xe luôn rồi, thật ra em đâu có làm đâu. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, cái điều gì làm cho em thích ở cái chương trình này? Mỗi lần mà em xem á, em nhìn hai cặp vợ chồng ngồi nói chuyện với anh chị á, cái xong cái anh chị nói chuyện lại á, tự nhiên em thấy người phấn khởi mà em thích lắm. Em trong người em nói làm sao em kiềm chế không nổi luôn á. Thích nhất là cái mục nào? Ấn tượng gặp nhau hay là vạch mặt nhau hay là cái lúc mà mong muốn thay đổi? Vạch mặt nhau vui coi đó vui. Tôi bảo đảm 100 bà vợ đều thích là cái chi tiết là vạch mặt nhau. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi Cường. Dạ. Hồi nãy em nói là em rất là mắc cỡ, không cảm thấy thoải mái khi lên trên này. Vậy thì hồi nãy giờ trong suốt thời gian nói chuyện với nhau, em thích cái cảm giác đó chưa? Cũng tạm tạm, có nghĩa là nếu mà nãy có vài lon bia thì được. Có không? Em nói cho nhiều chưa? Mà đâu dám uống. Uống rồi đỏ mặt lên. Bây giờ không uống nhưng mà bây giờ em đã hết cái cảm giác mà ngại ngùng này kia nọ chưa? Dạ đỡ. Hết rồi phải không? Thấy quyết định của vợ sáng suốt chưa? Đó. Ủa mà tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Đó, mai mốt có con á, lớn lớn xíu cái mở YouTube lên đó. Đó. Rồi nè. Đúng rồi đó, chính xác. Xưa cha con vậy nè. Xong đó cho con mình coi hồi đó cha với mẹ thời thanh xuân trẻ đẹp đến mức nào đó. Rồi bây giờ quay trở lại với cái vụ vạch mặt chứ, bây giờ đến vạch mặt là chồng, bây giờ ngược lại là chồng phải vạch mặt vợ. Dạ. Đó. Chồng em mà vạch mặt chắc cả đống luôn á. Tự nhận luôn hả? Dạ chắc vậy. Nhiều không Cường? À, cũng nhiều nhưng mà nó vợ em lúc mà xuyên á thì làm việc nhiều lắm, mà lúc làm biếng thì thôi chúa tể luôn. Có nghĩa là đi làm về ha, em dựng xe cái kịch đó, em phải đi ra em dựng xe lại, em lấy vỏ vô, em lấy nón bảo hiểm vô, em cắt chỗ này nó về, chải đầu dục chỗ đó. Ví dụ như cái chỗ này để tiêu, để đường đi, bữa nay dọn chỗ này, bữa sau dọn để chỗ khác. Em đi vô bếp, em làm đồ ăn cho ăn, em kiếm không gặp, em phải hỏi. Hỏi bắt đầu nhằn em. Nhiều người đâu có làm đồ ăn cho vợ ăn đâu, em là người thường xuyên làm đồ ăn cho vợ ăn. Trời ơi, đi chưa? Anh nhằn sao? Mỗi lần em vô bếp làm đồ ăn lần nào cũng cằn nhằn dân, mốt em không làm nữa thử hết cằn nhằn. Đúng không? Ta làm cho ăn mà cằn nhằn gì. Lúc ăn thì ngon thiệt, hứng phấn khởi thiệt, nhưng mà ăn xong lại nhìn cái bếp nó mệt. Chứ đóng đồ mà mình phải gũa mình mệt, phải chỉ ăn xong đụng gũa thì nó khỏe. Ồ, giờ hết cằn nhằn đó phải không? Giờ hết cằn nhằn liền. Rồi, còn gì nữa không? Chạy xe ẩu, kinh khủng ẩu. Ví dụ như trong khoảng đường đó em chạy 30 phút là vợ em là chạy chừng 15 phút. Trời anh. Đi như ảnh mệt lắm chị, em chạy khuôn người như ông già á. Thì từ nha. Từ xa mà ha, mà nhìn thấy đèn xanh là mà còn mấy mười chừng cả chục giây mà ảnh bắt đầu hạ ga đó, chị coi tức không? Em đi với ảnh làm hai cửa lộn như đó lắm. Mình tới đèn cam hay gì mình dừng rồi cũng được, mới đèn xanh mà ảnh sợ chạy tới đó là đèn cam nên ảnh chạy nhanh chậm. Hơn thì cũng không làm được gì. Em chạy từ từ thôi. Cẩn thận đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Hết. Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo thì cũng có, nhưng mà bực bội nhất là ngắt nhéo. Thà là lợi quýnh cách bóp đó, em chịu được, lợi ngắt nhéo một cái em chịu khó chịu. Trời em sẽ la lên. Nhưng mà quýnh đâu có đã đâu. Như giờ anh có Thuận nè, anh có Thuận ngồi cái ngay đây, anh có Thuận có cục mỡ không? Rồi em tự nhiên em vạch mặt anh em. Tại đó em vạch mặt chồng em được rồi. Thì thôi em vạch mặt chồng em đi. Giờ anh ngồi á, có cục mỡ ở đây nè, nó bóp đã lắm. Bây giờ mình quýnh nó có đã, bóp vô cái chỗ nó đã dễ sợ luôn. Chứ ở dưới đây nè chị, mình ngắt nó. Đau rồi. Trời giả man thiệt. Đau lắm. Em thích thiệt mà. Tôi bị ngắt rồi. Dạ, thà là quýnh đi em chịu được chứ ngắt nhéo. Mà em cọc tính lắm, ngắt là em la cái là giận. Là mỗi lần giận là em là 90% là em đi năn nỉ không à. Ảnh làm em bị tổn thương. Tại vì lúc đó là em gì? Đang vui vẻ, em đang muốn... Dạ đúng rồi, em đang cưng ảnh mà tự nhiên anh kêu ôi, giỡn biết đau hả? Làm gì đó, làm em giống như em bị quê vậy. Tổn chị thương. Tổn thương là em chứ đau. Này em là tổn thương lòng. Còn này là tổn thương về thể xác. Tổn thương lòng. Rồi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em dặn nhau đừng đi khỏi nhà nữa, ở lại giải quyết mọi chuyện. Đi ra ngoài mới quề nhau được, ở nhà đâu quề đâu. Trời ơi. Dạ đi ra ngoài anh thấy anh năn nỉ em mới quề, cho em ở nhà hai cái mặt một đống không ai nói chuyện ai tao quề đâu. Trời ơi. Em đi mà ảnh biết chỗ nên ảnh sẽ đi kiếm chứ em đâu đi chỗ bậy đâu. Tại vì lúc đó em cũng ghét lắm. Em mà giận ảnh, anh lên giường anh nằm á, em lên giường em nằm chứ xong anh năn nỉ. Thì năn nỉ thì phải kiên nhẫn, lúc mình đang giận thì
cứ lắc người em, cái em không chịu, em đẩy ra, cái bắt đầu cái ảnh làm thôi mà ảnh nhắm mà không được rồi anh bỏ cuộc, xoay qua trằn trọc hay nằm ghét tay lên chén rồi này kia, giống như là căng thẳng lắm. Hơi em chừng khoảng 5 phút xanh như ấy khọ tức mà không, tự nhiên mình cảm thấy mình bị tổn thương rồi. Cái lần nãy không mình, được em ngủ tại vì lần nãy tiếp anh hiểu cái tâm lý của em là mình sẽ nghĩ ôi ảnh sẽ trằn trọc và ảnh sẽ không ngủ thâu đêm suốt sáng đúng không? Đúng rồi, phải nghĩ sao vợ mình buồn như vậy này, cứ ai ngồi ngủ khò khò tủi thân dễ sợ luôn. Kể thương từ ngày này qua ngày nọ, đúng em, tháng nọ qua tháng kia rồi còn gì. Hiện tại là em có hai điều mà mong muốn ảnh thay đổi nhất luôn. Là cái điều thứ nhất là ảnh ra đường, ảnh chạy xe, ảnh phải hiền dịu lại. Khi mà người ta lỡ quẹt ảnh một cái, hay là người ta bất kèn nhiều, hay người ta chặn đầu xe ảnh, tháo khẩu trang ra, kênh liền. Vậy nè, kênh xuống kênh, không nói bất kèn, tin tin. Chạy qua người ta mà còn quay lại kênh người ta ăn cái nữa mới chịu. Em sợ lắm, lỡ ảnh có chuyện gì làm sao. Em hiện tại ảnh là cuộc sống của em mà, ảnh phải biết suy nghĩ. Cái thứ hai là về nhà đừng cầm điện thoại nhiều nữa. Em mắc cười thiệt, cầm điện thoại lên chơi thì được, nhưng mà em cầm lên chơi trước là sẽ nói em thì... cầm lên trước là không sao, chừng nào để vợ chơi cầm được chơi. Cầm lấy cho em cầm, còn nếu mà không cầm là em không được cầm điện thoại thì... Kì... Và trong khi đó em là dân công nghệ thông tin, em thích phải coi với dọc máy rồi đó được không, cả ngày dọc trong công ty rồi về nhà rồi vợ cũng dọc đi dọc luôn thì sao. Không phải ê, em nói mình nói chuyện nha em. Em có hiểu, nhưng mà cái ngôn ngữ mình nó rất là phong phú và tôi rất là thích cái chuyện mà bạn vừa hớ rồi, đúng không? Gì đâu, rất hay, rất đáng yêu, phải không nào? Rồi còn gì nữa nè? Dạ hai đó mong muốn nhất là anh giờ làm trước thì em hai đó đi mà em biết được không nữa. Rồi bây giờ kêu hứa với em đi. Hứa đi. Có anh chị chứ có mọi người hứa với em mới được. Thôi Cường hứa đi em, lúc trước có hứa rồi nhưng mà không tin. Nhưng mà thôi giờ sẵn rồi em hứa đâu luôn. Đâu có làm được đâu mà tin. Là đúng lên đàng hoàng hứa giống như là tuyên thệ được. Đó. Ngại quá. Ai biểu lên đi trình chứ. Tại vì các bạn này nó lãng mạn. Lãng mạn. Anh nói chứ nghiêm túc hứa là làm được nha trời. Không phải hứa xuông đâu nha. Chồng hứa là ra đường bớt nóng tính như dẹp luôn chứ không có bớt. Bỏ luôn. Bỏ luôn như bớt chơi điện thoại lại nhưng mà có máy tính để xài. Tại vì công việc thầy làm việc có kiếm tiền thì chịu nhưng mà đừng có chơi điện thoại. Đó rồi hứa rồi giờ ôm nhau cái riêng chưa vợ mới hứa chồng chứ. Chồng mong muốn vợ thay đổi nãy đó. Dạ thì nói chung là nếu như mà ông xã muốn vợ không đi nữa thì khi giận nhau thì ông xã mới chịu khó năn nỉ vợ đi thì vợ mới không đi nữa. Thì như vậy mới hứa được, hứa thì kiên trì đi, hứa nha. Gài thế luôn, gài thế luôn. Rồi vậy giờ vợ hứa đi. Dạ. Dạ vậy thì em hứa là khi giận em sẽ không đi nữa, em sẽ vui vẻ với ảnh. Còn chạy xe ẩu nữa, cái đó mới quan trọng. Đó, nói luôn. Hứa có cái đó mình hứa đợi hứa hoài vậy á. Cái chạy xe ẩu quan trọng lắm. Thầy hứa nha. Coi như quê bên đây mà không chạy xe ẩu thì bên đây sẽ quét lộn bớt nóng lại. Ok luôn. Rồi ok. Chạy xe mỗi lần mà chạy xe nhanh sẽ nghĩ đến xã, mỗi lần xe ra đường sẽ nóng sẽ nghĩ đến vợ. Rồi nha. Rồi thề. Lên rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Cảm ơn.